15 năm qua, Hậu Giang đã có nhiều đầu tư để phát triển du lịch, thậm chí đã có một nghị quyết riêng để vực dậy ngành công nghiệp không khói này. Song, du lịch của tỉnh vẫn được cho là chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và còn mờ nhạt trong bản đồ du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tại hội thảo, các chuyên gia doanh nghiệp chỉ ra hạn chế trong đầu tư du lịch của tỉnh là còn dàn trải và nhất là đã bỏ qua vai trò của người dân. Theo ông Lê Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, Hậu Giang nên lựa chọn một số điểm du lịch có sẵn tiềm năng để đầu tư phát triển, thay vì cách đầu tư như hiện nay. Huyện Châu Thành, với lợi thế giáp ranh thành phố Cần Thơ, được đánh giá có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch trải nghiệm nông nghiệp. Cái vùng tỉnh Hậu Giang mình nông nghiệp làm ảnh hình, làm du lịch nông nghiệp, xây dựng những khu du lịch mà nông nghiệp sạch, tức là du lịch hữu cơ đó, hoặc là khu du lịch ứng dụng công nghiệp cao. Thì bây giờ cái du lịch nông nghiệp ở Phú Hữu, ở Đông Phú, ở Châu Thành này chúng ta đưa vô ba loại hình. Trước mắt những cái này làm không có tốn tiền, dân làm, bây giờ kêu vi trả tiền làm cái khu này thêm đi, rồi dân làm du lịch cộng đồng xoay quanh. Cùng với xác định phát triển từng cụm du lịch, thì Hậu Giang cũng cần tận dụng tối đa nguồn lực từ người dân. Người dân tham gia làm du lịch đang là một xu hướng hiện đại. Thực tế ở nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như thành phố Cần Thơ, Đồng Tháp cũng đã đi lên từ yếu tố này. Bởi chỉ có người dân tham gia mới có thể tạo ra sản phẩm riêng mà không sợ bị trùng lắp. Vườn dâu Thiên Ân ở thị xã Ngã Bảy là một minh chứng. Với diện tích hơn 5 hectare, kết hợp cho khách hái trái và chụp ảnh, vườn dâu Thiên Ân đã nhanh chóng thu hút du khách. Hiện mỗi ngày vườn cây đặc sản này đón tiếp hơn 100 lượt khách, lúc cao điểm khoảng 300 đến 400 lượt. Cái thời gian qua thì chúng ta chỉ chú trọng đến cái nguồn nhân lực trực tiếp mà mình quên đi cái nguồn nhân lực hết sức là gần gũi, đó là người dân và cộng đồng. Xem họ như là một cái đối tác chính thống của mình, có cái quan hệ mật thiết với mình để mà có thể hướng dẫn, có thể tổ chức đào tạo huấn luyện để họ hiểu biết về du lịch, để họ có cái phong cách, có cái kỹ năng. Thực tế, Hậu Giang có nhiều tiềm năng về du lịch. Tỉnh cũng đã có sự quan tâm đầu tư, nhưng người dân vẫn đứng ngoài nên chưa tạo được sản phẩm du lịch đặc trưng. Theo đánh giá của các chuyên gia và doanh nghiệp, Hậu Giang có nhiều vùng chuyên canh sản xuất, nhiều địa điểm du lịch độc đáo. Nhưng muốn phát triển bền vững thì cần phải bắt đầu từ người dân.